nên con muốn học tập bài được con đài chẳng con muốn thay thế thay mấy đốn bàn đó là con thay thế ngay ở phía làm bài cá thay sa làm chú tổ sát quân sát cái đấy con làm rồi tập bốn từ ngày thì một thầy một bài thay đặt ra cho nên đi con một thầy chẳng con muốn thay kia màu nó thay đến một chiều mấy đốn bàn đó là con tập như từ một chiếc cái này một chiếc chẳng con ôn cái này một chiếc liên đoàn này vậy còn bàn này một chiếc đến mình đến khi tập làm muối tên là lấy cho nó chi muối mình con cám cây con cám là một tên là lấy muối phục mình nói con tạm muối phục chấn nên không biết đến khi đọc là muối gì đấy luôn lên cho tập lịch ti pi một bộ đến một bốn tên là lấy chưa được hiệp đấy tên là lấy chưa cao được hiệp này chấn cao với mọi hai được hiệp và cố nhé mọi hai được hiệp và cố mới cố rong từ một sân được nó cái pháp là dũng nó chỉ muốn sanh và đây chỉ muốn sanh nó pháp chỉ được hiệp tề nhé cô đấy và chân con chân cao nó trong mặt hai kia vậy mà còn bán chân chứ hai cái xe ban hàng hai xe ban hàng cao này cao mày gốn cao đấy mày gốn cao này bằng hàng đấy con bằng hai như vậy làm đi bằng hai gì đó bằng hai tiếng quê bằng hai gì mà là còn trồng nốt sân của cầu bằng hai đi trồng nốt sân chúng nó sao mà kêu mùi cồng chúng nó sao muối mùi cồng này con bàn chấn cao đấy cứ bằng hai chồng luôn sao muối mùi cồng hai trăm hai kiệt còn cao cũng hai kiệt bằng hai chứ bốn bà cao đấy còn bằng hai hai sơ hài dục trong bảy chín năm bên chồng luôn trai chiên mấy trai sát hai dụ rộng bay chân nắm chân nắm miễn chân nắm chân nắm kê bê bê miễn chân nắm chân nắm chân nắm hai chân nắm hai chân nắm hai chân bạn xa hạ dụng bằng 7 chân áng viên trường nguồn tràn hay có bằng 2 tháng xa hạ dụng bằng 4 chân áng viên trường nguồn tịch mày này con tịch bằng phật thì cha đã tràn bằng phật đó con tràn bằng phật tràn bằng phật đặc biệt xa hạ dụng bằng 4 chân áng mày con xa hạ dụng bằng 4 chân áng miên trường nguồn tịch bằng phật đó là con nhìn xa con sát sát ayu một năm miến trồng nuốn miến trồng nuốn tích tích kêu bấm tích bấm phật tích bấm bằng phật này con á tích bằng phật hãy cho pháp cái tiền con cảm với cho pháp cái tiền cho pháp cái tiền con ba là cảm với cho pháp tha sắc hãy dùng đọc cho nam viên chồng luôn buồn nhẹ lò sắc sắc hãy dụ đọc cho nám đọc cho nám miến trong nuốn cho nó mai gốn trong nuốn buôn nẹ đấy cả cái trang cái kia còn ba lo còn sơ hà dụ trăm pin cho nám miến trong nuốn trám trăm nẹ lo nào còn
sa ayu rampi chnam miên chumnuon ba ban bon miên chumnuon 5 nẹ phải đấy con đang trong bằng hai chumnuon sa crom ayu sa 8 chnam miên chumnuon chra bom phot sa ayu 9 chnam miên chumnuon tích bom phot sa ayu 10 chnam miên chumnuon 4 nẹ sa ayu 7 chnam miên chumnuon 5 nẹ chất chắc ra thế rồi ra nè sa ayu pram 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 p
ayu sa ayu pram miễn cho luôn là dụng bị sao mà này còn pram nè này còn pram nè pram nè pram pram nè tràn chiến là dụng pram bốn chín năm mà này còn và tràn chiến là dụng trang chiến sân của sân trang chiến sân à dụ còn buôn chân nắm trong luôn pi nè trong luôn pi nè rồi đấy chân cảm lên trong một hành thiệt chân cảm trong một hành thiệt à hả bằng hai chữ tao nói đi bằng hai ba bằng hai chấm luôn sao sao đó đi chấm luôn bằng hai chữ luôn chấm luôn sao sao đó chẳng ót bằng hai tí chấm luôn sao 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 đó tên ó hàng bốn sau tên ó đọc mai này bốn con rọ là đấy buồn buồn bụng bấy bảm pi luôn bụng bảm pi đọc buồn bụng bảm pram đọc bảm buồn sau tên ó mai bốn lọ đọc bảm buồn nè dẫn cảm với câu bằng hai chúng tôi sẽ đọc đây rồi đấy cảm hiện năng bằng hai các cụ thể nó bằng hai chấm nối sắt mũi cong bằng hai ảnh dụ sắt bằng bảy chín năm bằng hai ảnh dụ sắt bằng bốn chín năm bằng hai ảnh dụ sắt tám chín năm bằng hai ảnh dụ sắt bằng bảy chín năm bằng hai ảnh dụ sắt bằng bảy chín năm tra từ sắt bằng bốn chín năm và mãi này không tin nè hai con bằng hai chấm nối sắt sợ rộng tận ngon sợ rộng tận ngon như mãi không bàn sợ rộng tận ngon bên chấm nối đắp bằng bốn nè sợ ảnh dụ bằng bảy chín năm tra những cái hai tra những cái bên chấm và mãi này không từ miếng phẳng phí nè đó sẽ dùng một bốn chân năng tích tích bóng thoát với một mái bốn mình chụp luôn bấy bấy nè hay sẽ dùng phẳng phẳng phí chân năng mình chụp luôn bán này không phẳng nè sẽ dùng đọc chân năng mình chụp luôn buồn nè sẽ dùng phẳng phí chân năng phẳng nè chả ai chưa sẽ dùng phẳng bốn chân năng chụp luôn tí tùy nè mình chắc sẽ dùng bốn chân năng mình chụp luôn bấy nè ai mà nè tôi dùng phẳng phí chân năng chả chưa tùy nè ai mà nó bốn hay chụp luôn sẽ sở rốc mái bốn đọc phẳng buồn nè chứ con có thoát nên bà con khơi dùng hạt bạc đấy khơi dùng hạt bạc đấy con lại thưa bà đấy con lại chơi với đi bà đấy con bà thời bà về đấy con bà con khơi dùng hạt cả từ kiểu bạc đấy con có ai chơi với chị bà đi bà này con á
đôi ai cái lương miền tới cô nãy chạy mà tăng lần nào mà còn mà cái đô mà luôn tại tới kia lại ở lập đô lại lập hai cái xe đời mà chạy mà đấy con chấn cô nãy đâu có đô khiến cô nãy cơ bàn nghe mà lắm chứ con bốn đợt ai cái lương miền đến con cô nãy cơ bàn được mặt này và chấn cô của tôi học con cô học nghề chứ con bốn học thế trồng lon miền đến tất cả trong sự hơi sự sinh hoạt con bốn hai cô bây giờ nói hai cô một bên chỉ cái ca sĩ mà từ mười cô này là con ấy bạn học vốn cho biết liên con học nghề.